đài truyền hình sptn đã cho ra mắt dvd những ngày xưa thân ái chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dị vãng quý vị có thể order trên online sptn.tv hoặc mua digital copy trên sptngo.com Xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Xoáy tin với đội dụng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, người dân Hoa Kỳ đang chờ đợi cái trách 1 1004 đến từ cái cái dự luật cú nguy kinh tế trị giá 1.900 tỷ. Và trong lúc hàng trăm triệu người Mỹ là chờ đợi niềm vui thì có những người phải nói là giàu thúi ruột. Và cái câu chuyện mà được trách 1 1004 này thưa quý vị, nó nói lên cái câu chuyện nó nói đến cái tình hình đó người vui và người rất buồn Xa. xin chào anh Đỗ Dục chào Mai Văn Long và kính chào khán giả SBTN à, theo dự trù thì ngày hôm nay hạ viện Hoa Kỳ sẽ thông qua cái dự luật đó và có thể ngày hôm nay hoặc kể lắm ngày mai tổng thống Joe Biden sẽ ký thì bây giờ người ta đang thắc mắc là đâu ra có ngàn tư này thì cái người mà vui đó là người dân Mỹ à, người buồn đó là đảng cộng hòa đặc biệt là đảng cộng hòa tại thượng viện và đặc biệt luôn là thượng nghị sĩ Mitch McConnell của tiểu bang Kentucky ông đã là trưởng khối thiểu số của đảng cộng hòa thượng viện và có người vui nữa đó là cựu tổng thống Donald Trump vì chính nhờ ông Trump phá đám ông Mitch McConnell quậy đảng cộng hòa ở thượng viện Hoa Kỳ mà người dân Mỹ có thêm một ngàn tư xin nhắc lại chính ông Trump đã giúp cho đảng dân chủ kiểm soát thượng viện vì vậy bên dân chủ mới thông qua được dự luật 1.900 tỷ đô la mà người dân Mỹ mới có 1.400 Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chứng minh cái điều đó Chắc quý nhớ Sau khi ông Trump thất cử vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 Lúc đó Thượng viện và Hạ viện đã thông qua một cái khoản tiền cứu nguy kinh tế Trong đó mỗi người dân Mỹ sẽ được 600 đô la Nhớ không? Nhưng mà trước khi đưa lên ông Trump, thì ông Trump bảo không, bây giờ tôi không ký cái này, tôi muốn anh cho 2.000 người, không cho 2.000 là không được. Và ngày 22 tháng 12 năm 2020, ông đã phát biểu như thế nào? Xin mời có thể cho coi video đầu tiên. It really is a disgrace. I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000 or $4,000 for a couple. Do you see that? A humiliation. A ridiculous amount of money, $600. A humiliation, disrespectful. The request of the National Assembly, fix it and give it to me. Tôi muốn hai người trong gia đình một cặp vợ chồng phải có 4.000 đô. Thấy chưa? Sau đó bà Nancy Pelosi chủ tịch hạ viện làm gì lòng? Bà chụp ngay cơ hội. À, bà đòi cái số tiền này không được mà bây giờ tổng thống của đảng là, là gọi là đối lập với bà đề nghị lên thành con số 2.000 thì bà chụp ngay. Tôi đem cái 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 dự luật về ngay hạ viện lên 2.000 và gửi lên cho bên thượng viện để mà thượng viện xét uh, à, thì cái câu chuyện này đá trái banh về lại cho ông Mitch McConnell thưa anh đối giống bà Mitch bà Nancy Pelosi chụp ngay cơ hội và hạ viện đã thông qua đàng hoàng với cái tỷ lệ phiếu 275 134 chứ mà có thể cho coi cái video số 2 000, which was in the bill that passed last week and that the president ultimately signed to $2,000, which is what the president says he wants. a number of republicans followed along with the president. they got just over that two-thirds hurdle. that means this goes to the senate now. Uh, it's not at all clear what's going to happen in the united states senate at this point. Uh, we do expect that chuck schumer is going to try, the democratic leader in the senate is going to try to take up this vote today. Uh, any re republican could block it. it's going to put the republicans, now, in an awkward position of blocking a measure that the president of their own party says he supports, and a number of their Republican colleagues in the House went for. Uh, so, we're going to see whether they even bother to take it up. Uh, but at some point, they're going to have to block Chuck Schumer if that's the road they decide to go down. Ông Chuck mờ lúc đó là thượng nghị sĩ của tiểu bang New York. Ông là trường khối thiểu số của đảng Dân Chủ Thượng Viện. Ông sẽ đề nghị cái đó. Và yêu cầu là Thượng Viện bỏ phiếu. Bằng tiếng nói gọi là unanimous consent. Tức là voice vote. Tức là không cần record. Nữa. Và quý vị thấy đó. Người ta nói là Tổng thống kêu gọi một số vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Cùng với Tổng thống. Và cùng với các thượng nghị sĩ dân chủ để bỏ phiếu thông qua cái dự luật 2.000 đô la này mở ngoặc quý vị chút xíu lúc đó là ngày 28 tháng 12 là đang cao điểm của cái đợt vận động tranh cử cho hai chức thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa ở tiểu bang Georgia lúc đó là thượng nghị sĩ David Perdue và thượng nghị sĩ Kelly Loeffler à và lúc đó hai người đó đó thì ban đầu không có xác nhận là họ có đồng ý với 2.000 này không. Trong khi hai đối thủ của hai người này là ông John Oxon và ông Rafael Warnick thì đồng ý là ủng hộ cái chuyện cho 2.000. Đó. Nhưng mà đến khi gần tới ngày bỏ phiếu đó thì cả hai thượng nghị sĩ cộng hòa của Georgia cũng đồng ý cho 2.000 luôn. Nhưng mà vẫn không đủ phiếu. Bởi vì sao? Khi mà đưa ra đó ở tại thượng viện đó ông Chuck Schumer đề nghị Này, xin cho, cho coi cái video số 3. The vast majority of the public, Republican and Democrat, strongly support $2,000 checks. An overwhelming bipartisan majority in the House supports $2,000 checks. Senate Democrats strongly support $2,000 checks. Even President Trump supports $2,000 checks there's one question left today do senate republicans join with the rest of america in supporting $2000 checks would the senator modify his request to include a unanimous consent request that the, uh, you, to include unanimous <coughs> consent that the senate proceed to the immediate consideration of hr 9051 a bill received from the house to increase recovery rebate amounts to $2000 per individual that the bill be read a third time and passed the motion to reconsider be considered made and laid upon the table with no intervening action or debate is there objection to the modification Object. objection is heard objection. vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 thượng nghị sĩ Miss uh, uh Chuck nói là hạ viện đồng ý rồi bây giờ tất cả tôi đang thắc mắc điều cuối cùng thôi duy nhất thôi là bên cộng hòa có cùng với tổng thống Donald Trump và người dân Mỹ ủng hộ cái 2.000 đô la này không và sau khi ông nói xong thì người chủ tọa có ai phản đối không thì thượng nghị sĩ Miss bắt có đầu bảo phản đối và sau đó thì họ có một cuộc bỏ phiếu coi như thất bại coi như được có 600 thôi à chuyện nó xong thì cái cuộc bầu cử ở tại Georgia nó diễn ra là ngày 5 tháng riêng 5 tháng riêng thì ngày 4 tháng riêng ông Donald Trump cùng với người con trai cả là Donald Trump Jr và cô con gái là Ivanka Trump ba người xuống đó vận động tranh cử cho hai vị thượng nghị sĩ David Perdue và Kelly Loeffler. Nhưng mà trước đó là ông cứ phàn nàn với chuyện bầu cử gian lận. Và chính ông Mitch McConnell đã nói với ông Mark Meadow lúc đó là tránh văn phòng tàu bạch ốc của ông Donald Trump. Là nói với ông Trump đó, đừng có càm ràm cái chuyện bầu cử gian lận nữa mà nếu làm như vậy thì người ta sẽ không đi bầu. Thì hiểu ngầm là nếu không đi bầu mà mất hai ghế đó thì tôi mất cái chức trưởng khối đa số. Đảng Cộng Hòa sẽ không còn kiểm soát thượng viện nữa. Và quý vị nhớ trước đó vài ngày ông Lin Good, luật sư của ông Trump và bà Sidney Powell cũng luật sư của ông Trump trong cái vụ mà tố cáo ra là bầu cử thì chính ông Lin Good đã nói với cử tri giọt xa là gì? Chúng ta đã bị lừa ngày 3 tháng 11 thì không thể để bị lừa ngày năm tháng giêng nữa. Bởi vì Dominion, thấy không? cái công ty mà đếm phiếu là do Venezuela làm ra và do ông tổng thống Hugo Chavez uh, điều khiển lấy phiếu của ông Trump đưa qua trong bài đặt, đừng đi bầu <laughs> thì ngày 4 tháng Giêng, ông Trump muốn xuống dọc ra thay vì vận động cho hai vị thượng nghị sĩ thì ông cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện bầu cử dân lận xin ban kỹ thuật cho coi cái video kế tiếp ngày 4 tháng riêng Hello, By the way, There's no way we lost Georgia. There's no way. But rigged, that was a rigged election. But we're still fighting it, and you'll see what's going to happen. And I hope Mike Pence comes through for us. I have to tell you, I hope that our great vice president, our great vice president, comes through for us. He's a great guy. Of course, if he doesn't come through, I won't like him quite as much. Now, Mike is a great guy. He's a, he's a, he's a wonderful man and a, a smart man and a man that I like a lot. But he's gonna have a lot to say about it. And he you know one thing with him, you're gonna get straight shots. He's gonna call it straight. Your vote tomorrow will decide which party controls the United States Senate. The radical democrats are trying to capture Georgia's Senate seats. But, so, so they can run uncheck, absolute power. Ông vẫn nhắc ông 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 ông, ông Mike Pence lúc đó là phó tổng thống. Ông nói là ông Mike Pence đó phải hành động và tôi hy vọng ông sẽ cầm thu tôi làm điều này đại làm điều gì biết không? À, có người lật ngược quả bầu cử. Bởi vì ông. ngày hôm sau ngày hai ngày sau là ngày 6 tháng Giêng. Quý nhớ ngày 4 tháng Giêng ông Trump xuống giọt xe. Hai ngày sau là ngày quốc hội họp để mà xác nhận kết quả bầu cử và người xác nhận là ông phó tổng thống Mike Pence trong vai trò chủ tịch thượng viện. Thì chính ông Trump cũng nêu đích danh ông Mike phải làm cái chuyện này Nếu mà không làm là tôi không thích ông mặc dù ông là rich guy vân 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 Ông đi vận động mà ông không nhắc cái là ông nhắc cái chuyện lật ngược kết quả bầu cử của ông Ông và ông nói thẳng luôn cuộc bầu cử vừa rồi là gian lận Thì làm sao người ta bầu Và kết quả như thế nào Xin quý vị đừng rời màn hình SPTN Chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin mại